Trong hai ngày 26 và 29 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo, gồm Nguyễn Thị Thanh Trúc, 37 tuổi, Lê Trung Hải, 36 tuổi, Phùng Thế Anh Ngọc, 37 tuổi, Dung Hồ Huy Vũ, 41 tuổi, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong năm 2016, với thủ đoạn hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Trúc cùng với chồng là Hải đã có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng của anh Bùi Thế Trí ở thành phố Vĩnh Long. Đồng thời, vợ chồng Hải Trúc đã nhờ Vũ và Ngọc đóng giả người cần vay tiền đến gặp anh Trí trao đổi những nội dung mà Trúc Hải đã sắp đặt trước để tạo sự tin tưởng của anh Trí. Vợ chồng Hải Trúc đã dùng để trả các khoản nợ mà cả hai bị cáo đã vay trước đó. Ngoài ra, cùng với thủ đoạn tương tự, Trúc đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Tấn Phúc và chị Trần Kim Trúc cùng ngụ thành phố Vĩnh Long số tiền hơn 4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền rất lớn của các bị hại, cần có mức án nghiêm khắc tương xứng với các hành vi và hậu quả của các bị cáo gây ra. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trúc 18 năm tù giam, Hải 14 năm tù giam, Ngọc 3 năm tù giam và Vũ 2 năm 10 tháng 29 ngày giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 15 tỷ đồng đã chiếm đoạt.